Cả nhà mình đang tìm một căn nhà phố, khu nhà đẹp an ninh, nội thất cao cấp, nhà mới xây dựng, sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Và đặc biệt đó là vị trí xe ô tô di chuyển vào tận nhà. Hãy cùng Hằng Ni chúng ta đón xem video hôm nay Hằng Ni giới thiệu nè. Đó, em đang có mặt tại trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp. Phía trước này là mình có quán cà phê nè cả nhà, rồi spa, tiệm nail, tiệm tóc đầy đủ luôn. Nhà mình trong bán kính 300m là có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan một căn nhà tọa lạc trong con hẻm của trục đường Lê Văn Thọ. Ở đây chúng ta giao với đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung, cách ngã năm Gò Vấp khoảng 7 phút di chuyển và cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 15 phút. Đường trước nhà của mình hẻm chạy nhựa nè cả nhà, rộng 6m, hai chiếc xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Đó, đường xá lưu thông tương đối thoải mái luôn. Phía trước nhà mình là có spa nè. Đây, một căn nhà rất là to luôn. Và bên trong là khu nhà dân cư ở yên hủ rồi. Có camera khu phố, tương đối an ninh, an toàn, khách hàng kim an cư sinh sống tại ngôi nhà này. Với diện tích đó, chiều ngang là 4 x cho 14m nha cả nhà. Khung đất công nhận đủ trên sổ hồng của mình. Nhà đẹp lắm cả nhà ơi. Nhà xây dựng theo mẫu hiện đại, có sổ hồng rồi, chúng ta mua bán công chứng. Đây cùng Hằng đi chúng ta tham quan nè. Vị trí thích hợp vừa ở, mở văn phòng công ty, tiệm nail, tiệm tóc nhỏ nhỏ tại nhà cũng được. Kết cấu chuẩn là một trệt một lửng, 3 lầu. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ở bên ngoài, vô cùng thông thoáng. Mẫu thiết kế hiện đại, nhà mình thuộc hướng chính là hướng Tây, phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây tứ trạch. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 14m. Hằng đi đang báo là diện tích đúng trong sổ hồng của mình. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực radar ô tô. Bên trên có tổng là 4 phòng ngủ. Và nhà mình đã được gia chủ trang bị cho mình phòng thờ, khu vực ban công, sân thượng, trồng cây, trồng hoa, khu vực giặt sấy đầy đủ luôn nè cả nhà. Ngôi nhà này gia chủ mình đang hạ giá bán gấp, chỉ còn mức giá là 8 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn bớt, khách hàng mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, và cùng Hằng đi chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa kiến trúc mặt tiền chính phía trước. Nhà đã được gia chủ trang bị hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài luôn rồi nè cả nhà. Ngay khu nhà cao tầng tương đối an ninh. Đó. Đây cùng không gian nhà của mình dành ra con hẻm một lần nữa. Và em bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để cả nhà mình cùng tham quan. Khu nhà cao tầng trục đường Lê Văn Thọ, ngay đoạn gần bên đường Quang Trung. Và nhìn từ phía bên ngoài, gia chủ trang bị cho mình gồm 2 lớp cửa. Một lớp cửa cuốn kèm một lớp cửa nhôm sinfa kính cường lực 10 ly nè cả nhà. Không gian khu vực tầng trệt được gia chủ mình ốp đá hoa cương. Tài khoản không gian khu vực tầng trệt bên dưới, cả nhà mình có thể sử dụng làm mặt tiền dùng để kinh doanh, mở văn phòng công ty, mua bán online cũng được. Hoặc là khu vực radar ô tô nè cả nhà. Đó, mình đổ được siêu ô tô 4 chỗ, 7 chỗ sẽ bán tải tương đối thoải mái. Một căn nhà tông chủ đại là màu trắng, mẫu thiết kế hiện đại. Pha thêm những cái thiết kế, cái tông màu xám bước vào nhà mình vô cùng rộng rãi luôn. Ngang 4, chiều sâu là 14m. Nhưng mà vào bên trong nhà nhìn như là ngang 4, 16 vậy đó cả nhà. Đó, gia chủ thiết kế cho mình không gian mở. Gạch thì ốp cao phun trần lên trên, có những cái phiêu chuyển màu vàng nhấn nhá làm điểm nhấn. Bên dưới gạch của mình á, là lớp gạch bóng kiến, chống trầy, chống trơn trượt 80-80. Hằng đi đang có mặt tại không gian khu vực giữa nhà, thực gia chủ thiết kế làm thang bộ nè. Đó, ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ lan can bằng kính cường lực 10 ly. Có đèn led chiếu sáng bên dưới, mình sẽ bật cấp di chuyển nhẹ. Không gian khu vực phòng khách xây dựng là tầng ngược phía sau, đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện đầy đủ nội thất, sofa, bàn trà, kệ tủ tivi. Không gian khu vực này gia chủ mình rất là chăm chút luôn nè cả nhà, có thiết kế sẵn cho mình một cái máy lạnh sử dụng tại đây luôn. Đó, bên trên thông tầng nhìn lên trên là hệ thống đèn chùm, đèn nó chiếu sáng một căn nhà tông chủ đại là màu trắng, màu xám, sử dụng cái giấy dán tường á, nhìn vô cùng nét luôn á. Đó, trong nhà mà có sử dụng máy lạnh, lắp sẵn cái đường dây máy lạnh phòng khách như vậy, nhiều khi mình cũng cần cái sự mát mẻ thông thoáng cả nhà. Và em đang có mặt tại không gian khu vực cuối nhà, được gia chủ thiết kế làm riếng trời, khu vực sàn nước nè, có vòi tưới nước bên dưới luôn, là vào bồ đường soi, gạch ốp cao phun trần lên trên. Bên trên là mình đã che nắng che mưa rồi, mình mở cửa ra sẽ lấy sáng lấy gió cùng nha cả nhà. Đó, và toilet ở cuối nhà đây, nhỏ nhỏ xinh xinh, đầy đủ cho một đại gia đình của mình an cư sinh sống. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm như là một lần nữa từ không gian khu vực cuối nhà. Em tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Sofa, bàn trà, kệ tủ tivi đầy đủ và hoàn thiện. Khoảng này nhìn thông tầng nhìn lên phía trên nè. Ngôi nhà này với một nét đặc biệt là gia chủ mình sử dụng cái tông màu trắng,
làm chủ đạo. Rồi bên trong nhà mình đơn giản hóa những cái vật dụng nội thất đó cả nhà. Đó, thiết kế một không gian mở cho nên nhà mình nhớ, nhìn nó dài lắm, nó thông thoáng nữa. Tuy diện tích của mình nó là 1414 diện tích đúng trong sổ hồng, nhưng mà bước vào nhà là chắc chắn với cả nhà mình luôn, khi mình tham quan thực tế là sẽ nghĩ cái căn nhà này lên tới ngang 4 dài 16 mét lận. Đó, hàng bộ là cũng tận dụng cái không gian mở cho ngôi nhà luôn á. Nhà mình thiết kế làm hai giếng trời, một giếng trời nằm ở cuối nhà, một giếng trời ở giữa nhà, ốp sát bên trong khu vực thang bộ các nhà, cho nên vào nhà nhìn nó mát mẻ thông thoáng. Và em di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên, bên dưới cầu thang của mình gia chủ có thiết kế cho mình để chiếu sáng nè, giấy dán tường ốp cao phun trần lên trên luôn đó, lấy ánh sáng trực tiếp ra ngôi nhà. Nhà mình đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, và từ không gian khu vực thang bộ nè, cùng hàng đi chúng ta ngắm nhìn xuống phòng khách bên dưới một lần nữa nha cả nhà. Đó, nhìn thoáng ha, tương đối rộng luôn á, một vị trí thích hợp vừa ở, rồi mở văn phòng công ty hoặc có là khu vực không gian phía trước á, mình kết hợp làm radio ô tô cũng được. Gia chủ thiết kế rất là chăm chút luôn á. Ở đây mình có ốp sẵn cho mình một cái tấm kính cường lực rồi nè. Đó, nhà mà có bé thì an ninh lắm nha cả nhà, an toàn nữa chứ. Và em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lẫn, được gia chủ dành hẳn riêng làm phòng bếp tại đây. Đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện, mình có bộ bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh lớn 2 cánh, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Trong đó là mình có bếp âm mặt đá, máy hút mùi, bồn rửa nè. Gia chủ sử dụng cho mình toàn bộ chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm, và bảo hành với thêm mình trong thời gian an cư sinh sống. Và đặc biệt là tại đây, gia chủ có thiết kế cho mình những cái ô cửa sổ mở ra bên ngoài, rồi những cái rèm che chắn là kín đáo hơn, chúng ta kéo rèm xuống. Hoặc là khi nấu ăn á, mình mở cửa ra không khí đối lưu, và không thể thiếu là máy hút mùi bên trong nhà luôn rồi nha cả nhà. Đó, cái độ thông thoáng sử dụng tương đối cao luôn á. Đây, từ phía bên này nhìn ra bộ bàn ăn nè. Đó, nhà ngang 4 mà bước vào nhà như là giống như mấy căn ngang 4m2 vậy đó, nhìn nó thoáng lắm. Hằng đi tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Bên trên mình có tổng là 4 phòng ngủ ngôi nhà này. Gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 8 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn bớt khách thì mình thiện chí mua nhanh nữa. Đây, từ không gian khu vực này là chúng ta nhìn thông xuống bên dưới nha cả nhà. Đó, một căn nhà chính chủ xây dựng sổ hồng công chứng mua bán trong ngày. Và Hằng đi di chuyển tiếp tục lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Ở mỗi tầng như vậy là cầu thang của mình á, thiết kế có một cái giếng trời. Đó, rồi những cái phòng bên trên nè, mình sẽ có những cái ô cửa sổ mở ra, rồi giếng trời cuối nhà, rồi phòng phía trước thì có ban công. Mát mẻ lắm. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu đầu tiên, được gia chủ thiết kế cho mình gồm hai phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Đây là phòng phía trước. Phòng phía trước thì cũng tương đối rộng luôn, mỗi phòng đều được gia chủ mình thiết kế có toilet sử dụng riêng bên trong. Vài tấm hoa sen đứng nè, bồn vệ sinh là vô đường soi gạch ốp phun trần. Đó, và không gian khu vực bên ngoài, đây chúng ta có giường ngủ, tủ quần áo, kệ tủ tivi, bàn học, bàn trang điểm, hệ tủ tách đầu giường nè cả nhà. Máy lạnh sử dụng riêng, và không gian khu vực cái giường ngủ của mình đó, mỗi thành giường như vậy là gia chủ thiết kế sử dụng cho mình là những cái tấm lam nhựa dạ gỗ hay tấm rổ trang trí. Phía trước thì mình có ban công, chỗ ga, trồng cây, trồng hoa đầy đủ và hoàn thiện hết rồi. Đây, ngay khu nhà cao tầng nè cả nhà, tương đối an ninh luôn. Đó, và phía khu vực này nè, mảng tường của mình được gia chủ mình thiết kế cho mình bàn trang điểm, rồi kệ tủ tivi. Dạo này Hằng đi hay dẫn khách đi xem nhà thì một số khách góp ý á, là cái khu vực mà kệ tủ tivi mình nên tối giản hơn một tí, làm ít đồ thôi. Tại vì có những cái bạn trẻ là đang sử dụng là máy chiếu chứ không còn sử dụng là tivi nữa. Cho nên là khi mình để trống như vậy á, nhiều khi cả nhà mình không có cần sử dụng kệ tivi nè, mình dời ra luôn á là được một cái không gian tương đối phẳng luôn cả nhà. Đó, và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau. Bên dưới sàn của mình là gia chủ mình lót gạch dạ gỗ và toilet sử dụng riêng bên trong nè. Phòng nào cũng có toilet sử dụng riêng luôn rồi, vách kính ngăn riêng, phòng vệ sinh lavabo đường soi. Đây, đó, tầng là màu trắng màu xám. Và không gian khu vực phòng ngủ đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện. Chúng ta có giường ngủ nè,
sử dụng toàn bộ cho mình chất liệu gỗ bên trong nhà là gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm. Và ô cửa sổ giếng trời phía sau gia chủ mình đã rất là tinh ý luôn rồi. Mình thiết kế cho mình những cái khung sắt bảo vệ nè cả nhà, an toàn cho cả nhà khi mà an cư sinh sống tại ngôi nhà này. Máy lạnh sử dụng riêng luôn, tủ quần áo đụng nóc lên trên. Đó, đây tủ quần áo thiết kế cho mình bo tròn. Bước vào bên trong nhà nhìn nó mềm mại lắm. Và em tiếp tục di chuyển lên cái tầng bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Quý thầy mình quan tâm ngôi nhà này, hãy liên hệ cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ chở khách hàng mình tham quan thực tế ba sổ ngôi nhà giá bán tốt nhất. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình. Và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ly. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu tiếp theo nè cả nhà. Lầu thứ 2 đã được gia chủ mình thiết kế hoàn thiện. Phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ thứ 4 giống y chang từ bên dưới luôn. Đó, phòng ngủ thứ 3 nằm ở phía trước. Đây, cũng có toilet sử dụng riêng bên trong. Toilet của mình tương đối rộng luôn á, vách kính ngăn riêng đầy đủ và hoàn thiện nè. Bên trong toilet là bồn vệ sinh, lavabo đường soi, vòi tắm hoa sen đứng. Và không gian khu vực phòng ngủ phía trước, các cả nhà mình để ý á, gia chủ mình tận dụng tối đa không gian mấy khu vực cái góc chết của những cái đồ nội thất á. Đây thì mình sử dụng cho mình là ốp mũi tấm rương trang trí ở đây, nhìn đơn giản hóa mọi không gian luôn á. Bước vào nhà này nó thông thoáng, nó đơn giản mà nó cũng hợp lý nữa. Phòng phía trước cũng có ban công chỗ cái bên ngoài nè. Phòng nào gia chủ cũng đã lắp sẵn cho mình máy lạnh và đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong rồi. À, tủ quần áo thiết kế bo tròn nhìn rất là có điểm nhấn luôn. Và kệ tủ tivi bên này nè cả nhà, bên dưới thì lót gạch dạ gỗ. Và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực. Phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau để cả nhà mình cùng tham quan. Phòng ngủ thứ tư cũng giống y chang, từ bên dưới cũng có toilet sử dụng riêng. Hàng đi xin phép sẽ lên máy nhanh. Đó, với vị trí tọa lạc trục đường Lê Văn Thọ giao với đường Nguyễn Văn Khối, đường Quang Trung. Tại đây thì gần sát bên chợ đêm Hành Thông Tây. Cả nhà mình mà đi siêu thị, đi trung tâm thương mại thì mình có thể là đi qua Lotte Mart Gò Vấp cũng được. Hoặc là sắp tới là cuối năm nay đi vào hoạt động là E-Mart ở trục đường Phan Huy Ích rồi, mình di chuyển xuống bên dưới cũng được luôn nha cả nhà. Còn mà đi xa hơn thì có thể là Ion Tân Phú bằng trục đường Phan Huy Ích cũng được. Gò Vấp thì dạo này tương đối phát triển luôn, xây dựng rất là nhiều trung tâm thương mại. Và Hằng đi tiếp tục di chuyển lên các tầng bên trên để các nhà mình cùng tham quan. Tầng thứ 3 nè, một trệt một lửng, 3 lầu, lầu thứ 3 bên trên. Đó, lên trên này thì Hằng đi không có sử dụng điện luôn, các nhà không có bật điện luôn nè. Mà cả nhà mình để ý nè, đó nhờ cái ô cửa sổ giếng trời bên trên đó, nhà mình này đổi ánh sáng tự nhiên vào ban ngày luôn. Đây, đó bên dưới cầu thang cũng không có sử dụng điện luôn á. Đó, và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu thứ 3, tầng sân thượng phía trước và sân thượng phía sau. Sân thượng phía sau thì mình có sử dụng làm sân phơi khu vực giặt sấy. Trước khi di chuyển đến tham quan cùng Hằng Ly, chúng ta nhìn được góc này đó nha, cái độ thông thoáng của cầu thang nè, rồi ô cửa sổ nữa, mở cửa ra nhưng mà mình vẫn có những cái khung sắt bảo vệ kiên cố lắm rồi. Đó, sân thượng phía sau nè, để làm khu giặt phơi, để máy giặt máy sấy, sân phơi, rồi khu vực trồng cây trồng hoa cũng được, tương đối thoáng luôn cả nhà, không có bị trắng view. Khu nhà cao tầng thuộc trục đường Lê Văn Thọ, tại đây thì chúng ta di chuyển về trung tâm thương mại hay là đi chợ thì quá là thuận tiện. Về ngã năm Gò Vấp cũng gần, hoặc là về Bình Thạnh, Phú Nhuận thì chỉ từ khoảng 15 phút. Em đang có mặt tại sân thượng phía trước. Về đây mình thiết kế thêm khoảng sân vườn nha cả nhà, để thêm cái xích đu rồi bàn trà để ngồi nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quây quần bên nhau. Đó, sân thượng của mình tương đối rộng luôn. Đây, gia chủ đã trồng sẵn cho mình những cái cây cảnh bên trên rồi. Còn những cái khung sắt bảo vệ này cả nhà, có một cái tấm che nắng mưa khoảng phân nửa rồi. Hoặc cả nhà có nhu cầu thiết kế làm phòng thờ, Hằng Ly sẽ hỗ trợ trao đổi với chủ nhà của mình làm thêm phòng thờ khu vực này nữa. Đây, làm thêm một cái vách cho mình sử dụng bằng cửa xin pha, rồi có rèm che chắn đầy đủ luôn. Nếu mà cả nhà mình quan tâm thì liên hệ cho Hằng Ly, em sẽ gửi mẫu cho mình nếu mình chọn được một căn nhà ưng ý nha cả nhà. Và tầng tâm bên trên nơi đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà xây dựng bê tông cốt thép tương đối chắc chắn luôn. Và cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này 8 tỷ 800 triệu đồng, hãy liên hệ cho em. Và video của em đến đây cũng kết thúc rồi.
Hoàng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Và em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.